Đây, hai em mới về nha các bác, lên sóng nhẹ nhẹ để các bác cùng ngắm luôn. Và đây là những con âm ly đèn gì cực kỳ nổi tiếng rồi, con TRV A300SE300B và combo 35SEB này, siêu khủng long spec 530 KT100 2468 rề, nặng khoảng 40 kg, khiêng cho bê không nổi các bác. Đây, em về được hai con thủy sĩ trong đơn hàng này. Đây là con QC1500 thùng xốp này nha, 9 triệu. Đây là con Long Zing Automatic size 35 năm nha, đẹp cứng luôn, hàng sưu tầm. Đấy, khóa Zing này các bác, size 35 năm nha, cơ automatic một lịch, đẹp nốt luôn nha. Đây các bác cùng xem, 15 triệu bác là chốt nhanh tay nha, size 35 năm, bao giá các bác mình chơi luôn. Cơ bản là các bác mình mua được những con hàng nó đẹp đó, nó nốt. Từ quai này, đây, có thấy chưa, em quay chậm chải các bác cùng xem quai này, bốn tay nó đẹp, nấm này, nấm đầu chùa này, ở chung riêng từ A tới Z nha, leo dầu căn chỉnh hoàn hảo hết rồi các bác, có việc chỉ việc chốt thôi. Đây là những thông số này các bác, con này 15 triệu nha các bác, 15 triệu 15 size 35 năm rồi. Em siêu lướt tiết sót này các bác, con này ăn đấu về nguyên hộp sổ thẻ nha, cái hộp thì vận chuyển có nó quen nó mốt này. Đấy, cái gì em báo các bác, cái hộp về nó vậy thôi, còn con này thì như đập hộp nha, tiết kiệm rất là nhiều tiền. Về cho con này size 40 nha. Đấy, em vừa có điện thoại nha. Đấy, con này gọi là siêu lướt nha các bác, mặt nó không phải mặt trắng, mặt vàng trứng gà nha. Cọc số là mã bọc vàng hết, các bác nhìn phê chưa, con này như mới luôn. Và đặc biệt em này các bác đeo là như mà các bác đeo một con vàng đúc cái đó, nhìn nó như vàng đúc luôn, chinh hết nha các bác, con này như đập hộp luôn nha, hàng tùng trưng bày nha. Này khó nó các bác, dòng thể thao đó các bác, có thay tiếp chưa, nhìn cái khó này các bác. Con này 11 triệu nha, hàng sưu tầm, còn nguyên hộp sổ thẻ như đập hộp luôn. Dây zin của nó này, đây các bác, dây nó sẽ có mã. Đây, tích cốt lên tới 80 giờ, rất là nổi tiếng với bộ máy của TikTok. 80 giờ thì các bác tích cốt đeo lên tay mà khi ngủ nghỉ đi chơi bỏ ở nhà 2-3 ngày vẫn chạy bình thường, hoặc chạy dù dù hết nha các bác. Đấy, dây của em nó này. Đấy, các bác thấy bộ dây không? Con này hàng trưng bày nha, hàng trưng bày, tiết kiệm rất là nhiều tiền. Hiện tại em giao là 11 triệu nha, size 40. Con này nó có hai bản nha, một bản màu vàng gold và một bản màu trắng nốt. 11 triệu bao ship nha các bác, là nấm chỉnh của nó. Máy nó máy bua vàng 25 chân kính, trong nước là tới 30m 100 feet, kính sapphire. Con này 11 triệu nha các bác, hàng lướt 99%, những con hàng trưng bày ấy. Còn là con Long Zing cơ cổ automatic giá 15 triệu, size 35 năm, còn size 40. Vâng, mến chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Sáng nay hàng về toàn là những siêu phẩm thiếu xốp và thùng xốp cho các bác thôi, và về được hai con đồng hồ thủy sĩ, một con tiết sót siêu lướt 99% luôn nha các bác. Cái vỏ thì về hàng gửi máy bay về thì nó bị mốt một cạnh phía trên thôi, chứ còn lại con này không khác gì các bác đập hộp cả. Và con này là bản vàng gold, nhìn các bác đeo thì nhìn không khác gì những con vàng đúc cả. TikTok size 40, tích cốt lên tới 80 giờ được trưng những dòng TikTok dòng tầm cao. Và một con cơ cổ Long Zing nữa các bác, size 35 năm. Hai con đó về giá rất là yêu thương, con Long Zing là giá 15, còn con TikTok là giá 11 bao gồm phí ship.
Và đây là bộ âm ly đèn cao cấp của nhà Tri, TRV35SEB và TRV CD4SEB, là đúng chuẩn combo các bác. Cực hiếm tìm đâu ra, Việt Nam giờ chưa ai có được bộ này đâu các bác. Chỉ có những bộ 35SE thôi, còn SEB thì chưa ai có đâu nha. Đây em sưu tầm về, có khiển dây nguồn đầy đủ hết. Đây là nguyên bộ combo nha. Âm ly là giá 20.500.000, còn CD là giá 20. Cả bộ, nếu lấy cả bộ là 40 triệu nha các bác. Với bộ âm ly đèn CD kim cả âm ly này luôn, là các bác có thể phối ghép với những dòng loa cao cấp rồi, loa cây, loa tăng noi, loa JB vân vân, electro voi, những dòng loa đồng trục bass 40, đồ nhẹ khoảng 89 decibel trở lên là được. Công suất của lưới âm ly này là 280W và chạy cấu hình là 4 bóng L34 siêu lướt. Bộ này là thiếu mỗi thùng số thôi nha, giá là 40 triệu. Còn lấy lĩa là cái âm ly là 20.500.000, còn âm CD là 20 triệu nha các bác. CD đèn, âm ly đèn TRV35SEB, cả combo là 40 triệu. Và đây em về được một con đẩy này các bác, QSC 1500 này, nguyên thùng xốp luôn này. Đấy, hàng đâu Nhật về các bác, hàng nội địa Nhật nha. 100 đến 110V đấy, nguyên thùng xốp, giá 9 triệu nha, 9 triệu. Sẽ có video khui thùng. Và đây là con âm ly đèn cao cấp dòng 300B, thì nhắc với tới dòng 300B thì nó là dòng đắt tiền các bác. Mã model là TRVA300SEB. Cái này, những cái con này hiếm nha, và nó hay, tiếng rất là ngọt. Các bác chơi những dòng mà loa BVK rồi đầu 6, đầu 7, đầu 8 nữa, con rất là hay. Kể cả những dòng loa JBL và tăng noi, hay là những dòng Electro Voice đồng trục, chép kèn rồi các con tuyệt vời luôn. Đặc trưng dòng bóng 300B thì thứ nhất là tiếng nó hay, giá thành nó cũng rất là đắt tiền, đắt đỏ đó các bác. Con này về là như độc hộp luôn, catalog đầy đủ luôn này. Con này ngồi bác họ bán rất là cao các bác, có chỗ lên tới hơn 30 cũ. Nhưng trong Nam đối với bên em đấu về trực tiếp á, thì giá luôn luôn tốt. Em giao con này các bác là như cuối thùng luôn, 25 triệu nha, 25 triệu nha các bác. Đấy các bác này, độ mới này, bao gồm phí ship chuyển khoản đổ bớt 300.000 nha. Tất cả bóng riêng hết, bóng rề của nó là dòng bóng 6SN7 dòng 300B, sử dụng bóng này là công suất nó khỏe và nó tiếng nó hay. Hai bóng 300B mới ken luôn, hàng lưu kho chưa sử dụng luôn các bác. Hai bóng rề đen 6SN7, con này hiểu là như đập hộp, full phụ kiện, dây nguồn và catalog đầy đủ nha. Đây là phần nguồn và xuất âm biến thế bên trong, logo đánh cầu là 4 ohm và 8 ohm nha. Điện 100V, những con này là hàng nội địa Nhật, hãng Tri rất nổi tiếng rồi trong giới audio cả Việt Nam và thế giới. VR300SE nha các bác, bác nào thích sự gọn gàng thì lấy em này nha. TRV A300SE, 25 triệu, bác nào nhanh tay mình chốt nha. Mới cứng luôn nha. Rồi, tiếp theo là một con khủng long bào chúa mà em đã báo rồi, con Spark 530 mèo xanh lục, bê cong lưng luôn, chắc nặng 4 mấy ký các bác, gần có 1000W rồi. Việt Nam cũng chưa ai có đâu các bác. Bản này là bản xanh lục mà chạy bóng KT100 nha, bóng KT100 KT100 Winter Gear 4 tụ, 4 cái tăng phô, 2, 4, 6, 8 bóng rề và 4 bóng công suất KT100 Vintager. Các bác thấy bóng KT100 bóng mới cứng con luôn nha. Ở Việt Nam thì có mấy con này, nhưng mà chạy bóng KT88.